Rồi. Sau khi thêm mới thì nó mới chỉ có như này thôi. Để làm sao mà có những cái thông số về kỹ thuật này, những hình ảnh này, video clip này và bài liên quan. Thì mình phải tiếp tục. Khi mà mình thêm mới chỉ có 4 tab này thôi nhé. Đó. Nhưng mà khi mình quay lại về phần quản lý sản phẩm này này. Đó, đọc bên mạng sẽ hiển thị khuyến mại. Mình vào chỉnh sửa nha. Chỉnh sửa sẽ khác với lại thêm mới. Ngoài những thông tin này, mình có thể chỉnh sửa ra thì sẽ có thêm hai cái tab này nữa. Đây là thông số. Đó, đây chưa có hình ảnh, chưa có cái nào. Thì đầu tiên là mình thêm thông số nha, thêm thông số mới nha. Đó, sẽ ra một cái trang để thêm thông số cho con Apple F1 này. Chỉ ok kích hoạt này nha. Màn hình này. Super AMOLED. Rồi. Mình có thể tạo một cái link đến một cái bài viết nào về cái màn hình này của mình trên cái trang của mình. Thế. Rồi, độ phân giải là 1.3.3.1.8. Sau và camera trước nha. 16 mega. Sau chẳng thấy quay phim một phát để phát kép chụp ảnh lên cao sau khi tự sướng đó. Camera trước độ phân giải 5 Pixel. Quay phim gì gì đó. Well, yêu cầu có thông tin khác điều hành Android. À, gì gì đó CPU tốc độ. Có rất nhiều thông số room RAM sửa này. Sao tab thông số nó sẽ hiển thị đây. Và mình có thể vào sửa tiếp phần này. Ok. Và thông số sẽ hiển thị những cái tiêu đề mà mình thay đổi. Ví dụ bình thường nếu mà đây ở trong cái phần này đó làm đây là cho sale, nếu như mình không nhập cái này thì mặc định nó sẽ lấy tên của sản phẩm để đưa lên đây
nó sẽ lấy tên sản phẩm, ví dụ như cái sản phẩm này là mình đã không nhập cái thẻ meta title thì nó sẽ hiển thị cái tên rồi đây. Còn cái là mình có nhập thì mình nhập cố ý viết như nào đấy để mình sell tốt thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn các cái này nó sẽ hiển thị ngầm bên trong cái HTML, trong mã nguồn HTML. Rồi giờ mình sẽ up cái sản phẩm cho nó, ví dụ như cái sản phẩm này nó có nhiều sản phẩm này, à có nhiều ảnh này, up ảnh nữa. Thì đây mình sang cái tab hình ảnh này, thêm mới. Ok, mình thêm mới tên cho hình ảnh này. Phẩm mình có thể thêm nhiều ảnh nhé, chứ không nó không chỉ là chỉ có một ảnh đại diện này mà nó sẽ có nhiều ảnh như sản phẩm bên này. Đó. Tiếp tục nha. Màu mè ở đây, con số đây. Bây giờ mình sẽ thêm cái phần video nha. Thêm phần video thì mình sẽ vào cái phần video sản phẩm này. Đây là các video mà mình đã up rồi, mình có thể thêm mới video trên YouTube. Tìm nhé. ID YouTube, ID nha, ID chứ không phải link nha. ID nó sẽ ở đằng sau cái chữ V bằng. Chọn sản phẩm, nó có nhiều sản phẩm thì mình có thể tìm kiếm đây. Phần quản lý video này mình sẽ thấy video đấy ở đây và cho cái sản phẩm F1, Oppo F1 làm mới, và nó sẽ hiển thị video liên quan. Tiếp tục thêm nữa. Cái video này mình có thể tiêu đề có thể là mình tự gõ nhé, để nó liên quan đến công ty của mình tí, nhưng mà đây mình copy lại cho nhanh.
còn đi video. Các video của các cái sản phẩm khác. Nếu mình muốn xem là cái sản phẩm nào đấy mà có bao nhiêu cái video thì mình kích vào đây, kích vào cái tên sản phẩm. Nó sẽ lọc ra là chỉ cái video của cái sản phẩm đấy thôi. Đó, đây có 3 video. Ok. Còn hot này này. Hot này là khi mà mình cho nó là hot ấy, thì nó thì ngoài việc hiển thị ở dưới cái video mà dưới cái sản phẩm liên quan ấy, nó sẽ hiển thị cái hot đấy, thì nó sẽ hiển thị ở ngoài trong chủ. Ở phần dưới này nó có cái phần trong video, kích vào đó nó sẽ ra này. Bỏ tất nhiên là nó sẽ không ở đó nữa. Rồi, coi như xong sản phẩm, chỉ còn phần bài viết liên quan nha. Phần bài viết liên quan thì clip sau nữa là xong.